Giờ là có bạn búp bê rồi nhờ. Ui à, đây cũng ui chú ơi. Hay... nhưng mà lấy con đấy hay lấy con này? Lấy con nào đây? Lấy con nào đây? Thích không? Ui giời cười. Nào ra ngồi đây nào, ngồi đây nhanh lên nhanh lên. Lại có nữa này, nhanh. Ngồi đây ngồi đây ngồi đây. Thích không? Thích không? Nhưng mà bây giờ là thích con to hay thích con bé? Thích hai con. Nhưng mà nếu mà được chọn một con thì chọn con to hay con bé? Con to. Lại con to. Đẹp không? Con gì đây? Con gì đây? Con gì? Biết con gì không? Nhìn xem giống con gì nào. Cháu Trình xin chào quý bác, quý anh chị. Chào mừng quý bác anh chị đã tiếp tục quay trở lại với thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cà Vàng. Quý bác mến, hôm nay thì cháu Trình có lên nhà của Hưng với Thuận thì có ở với hai anh em để mà chia sẻ những cái thước phim về đời sống hàng ngày của hai anh em mà gửi đến cho tất cả quý bác anh chị. Cộng với lại là hôm nay thì cháu Trình lên có mang lên những cái phần quà hết sức là to lớn của tất cả quý bác, quý mạnh thường quân gửi đến cho hai anh em. Nào Thuận chào con các bà đi. Con chào con các bà. Rồi Hưng nào. Hưng chào con. Con chào con các bà. Chào rồi Hưng đang, làm gì đấy? Vâng, em vá kéo này cho Thuận. À, đang khâu cái áo cho em Thuận này các bác. Đấy thì Hưng là ở nhà thì như là một người bố, một người mẹ của Thuận rồi. Cái gì cũng phải đến tay của Hưng hết. Những cái bộ quần áo mà rách ấy thì Hưng là người mà khâu vá cho em Thuận các bác ạ. Cái này vá để cho em ấy mặc đi lao động ấy. Cái này cũng phải trước kia mua rồi, nó rách cái này. Thế tầm tuổi như thế này thì áo là hay rách lắm nhỉ? Vâng. Rách cái chỗ cổ tay này hay đùa hay nghịch ấy. Đấy. Vá lại để cho nó đỡ bồng bềnh. Đấy, tính ra là cũng rất là khéo tay đấy nhỉ. Hầu như là những cái công việc gì thì cũng phải đều đến tay của Hưng hết đó các bác. Vâng. Từ những cái công việc nặng nhọc đến đòi hỏi sự khéo léo thì em thì bắt buộc là phải làm rồi. Bắt buộc là phải làm. Đấy. Thuận là biết làm, biết khâu áo chưa? Chưa. Chưa à? Còn nhỏ thế này thì đừng có nghịch kim nhá. Dạ. Nó chọc vào tay đấy. Này là chọc vào là nguy hiểm lắm. Thì được hôm Hưng ở nhà đấy các bác thì Thuận sẽ rất là vui. Tại vì là được ở nhà chơi với cả anh trai đấy. Có vui không? Có. Có thích hôm nào anh cũng ở nhà với mình không? Có. Đấy thì đợt trước cháu Trinh lên ấy thì cũng chưa thông qua về cái khoản mà quý mạnh thường quân ủng hộ đến cho em Hưng cùng nắm rõ đấy các bác. Hôm đấy thì cháu Trinh lên là Hưng không ở nhà, chỉ thông qua với cả Thuận thôi về những cái khoản của các quý mạnh thường quân gửi đến cho hai anh em. Thì hôm đó thì cháu Trinh thông qua xong là được một số quý mạnh thường quân nữa là ủng hộ sau, thì cháu Trinh chưa thông qua hết thì bây giờ cháu Trinh sẽ thông qua. Thì cháu Trinh tính là đã đủ rồi các bác nhé, đủ tiền để mà trả nợ cho Hưng với lại Thuận rồi. Bây giờ là chỉ còn là đợi ngày nữa thôi, đợi ngày người ta ra lấy đến hôm 18 đúng không? Vâng ạ. 18 người ta ra lấy thì cháu Trinh sẽ trao luôn các bác ạ. Đấy bây giờ thì cháu Trinh sẽ lại thông qua một lần nữa. Cháu Trinh sẽ thông qua nhanh các bác nhé. Tại vì lần trước cháu Trinh lên thì cháu Trinh cũng đã thông qua một lần rồi. Đấy nhiều quý các bác anh chị bảo là sao thông qua những cái danh sách như thế này thì phải đọc từ từ. Đấy thì cháu Trinh chỉ sợ là thời gian khi mà thông qua là không đủ đấy các bác. Mất thời gian của quý các bác, quý mạnh thường quân. Đấy thì cháu Trinh muốn là thông qua nhanh. Còn là những cái khoản mà cháu Trinh thông qua rồi đấy, quý các bác anh chị vẫn chưa thấy tên thì có thể là nghe đi nghe lại một hai lần là có thể biết rồi các bác. Đấy, bây giờ cháu Trinh sẽ xin phép là thông qua một lần. Thứ nhất là cô giấu tên là 600.000, nó 100.000 cho tem. Thứ hai là cô Thi ở Ba Vì Hà Nội 700.000, 100.000 cho tem. Thứ ba là chị Huỳnh Ánh ở Bắc Ly Mỹ là 1 triệu là lần thứ nhất. Thứ tư là cô Nhâm Trần ở Hải Dương là 200.000. Thứ năm là Vũ Thị Khom Phúc là 300.000, 100.000 cho tem. Thứ sáu là anh Hoàng Anh 500.000. Thứ bảy là chị giấu tên ở Nghệ An 300.000. Thứ tám là cô Hằng là 300.000. Thứ chín là Tâm Như là 300.000.
Thứ 10 là anh giấu tên là 700.000. 11 là chị Chenry là 1 triệu đồng. 12 là Nguyễn Phương Dung 300.000. 13 là Cao Diễn Khắc Kim 200.000. 14 là anh Hà 1 triệu đồng. Chị Huỳnh Ánh ở Bắc Lê Mỹ lần 2 là 2.100.000. Trong đó là 100.000 là cho cháu Trinh đổ xăng. 17 là Ngô Thị Hồng Diệp là 200.000. 18 là Ngô Thị Ngô Kim Nguyễn là 500.000. 19 là Nam Nhật là 100.000. 20 là bạn Phương Anh là 300.000. 21 là Hoàng Công Tránh là 100.000. 22 là cô giấu tên ở Long An là 1 triệu và cho cháu Trinh 500.000. 23 là Phạm Thành là 200.000. 24 là Nguyễn Văn Nhân là 500.000. 25 là Nguyễn Quang Tấn là 20 triệu. 26 là cô Thanh ở Bình Phước là 1.500.000, cho cháu Trinh 200.000 đổ xăng. 27 là Phạm Thị Tú là 300.000. 28 là anh Trung là 200.000. 29 là Yến Linh là 1 triệu. 30 là Phạm Minh Kha 200.000. 31 là Nguyễn Hoài Nam là 300.000. 32 là Nguyễn Thị Thanh Hằng là 500.000. 33 là Đạm Đầm Thị Hoài 500.000. 34 là Nguyễn Phương Nguyễn Thương là 200.000. 35 là chú Dari Nhật ở Cao Bằng là 500.000. 35 là Trần Đỗ Giang My với anh Nguyễn Hữu Phi là 3.963.000. 36 là Chu Văn Khiêm là 600.000. 37 là Bùi Văn Dũng 700.000 và cho tem là 200.000 đổ xăng. 38 là Nguyễn Đức Hòa là 300.000. 39 là Ngô Thị Thu và Nguyễn Thị Liễu là 300.000. 40 là Đinh Văn Tình ở Nghệ An là 200.000. 41 là Bác Quỳnh ở Tuyên Quang là 700.000 và 200.000 cho chương trình đổ xăng. 42 là Nhật Nguyễn là 100.000. 43 là Nguyễn Thanh Tài là 1 triệu đồng. 43 là nhóm Sư Cô ở Lâm Đồng là 2 triệu đồng. 45 là Trần Hiếu Huyền là 100.000. 46 là anh Phương 500.000. 47 là cô Lưu Kiên ở Bạc Liêu là 1.200.000 thì 200.000 cho cháu Trinh đổ xăng. 48 là Nguyễn Thị Tuyết là 200.000. 49 là Lê Thị Ngọc Tuyền 500.000. 50 là Lưu A Mùi 200.000. 800.000, Lưu A Mùi là 800.000. 51 là Nguyễn Thị Thanh Thủy 200.000. 52 là chị My 300.000. 53 là chị An Nhiên là 600.000. 54 là Lê Khánh Hòa là 500.000. 55 là cô Kim và cô Bích là 2.752.000. Thì trong đó 752.000 là cho tem cháu Trinh. 55, 56 là chị Thoa ở Hải Dương là 300.000. 57 là Ngô Thị Bình ở Vĩnh Phúc là 200.000. 58 là bà Khánh ở Gia Bình Ba Vì ở đâu? Gia Bình Bắc Ninh là 500.000. 59 là bà Liễu Bà Trâm là 1 triệu đồng. 60 là một anh không tên là 300.000. 61 là bà Tám ở Úc là 1 triệu đồng. 62 là Lê Văn Bé là 1 triệu. 200 thì cho cháu Trinh cho tem của cháu Trinh. Đấy. Còn 63 là Lê Thị Xuân Mai là 500.000 và cho cháu Trình là 100.000. 64 là chị Huỳnh Ánh ở Bắc Lê Mỹ, chị là gửi lần thứ 3 để cho hai anh em. Và lần thứ 3 thì chị gửi cho là 15.100.000 thì trong đó là 100.000 thì cho cháu Trình đổ xăng. Đến 65 là chị giấu tên là 1 triệu đồng. Đấy thì những cái khoản này cháu Trình đã thông qua một lần rồi các bác nhé. Thì cháu Trinh sẽ bổ sung thêm 3 khoản nữa. 66 đấy là cô Thi ở Vân Hòa là 1.100.000 thì cho tem cháu Trinh 100.000. Chị
Xuân Mai là 1.000.000 đồng. Cô Hòa là 500.000. Thì cho Trinh 100.000 đổ xăng. Thế thì những cái khoản này được trước cháu Trinh lên, cháu Trinh đã tổng chi tiêu và tổng dư ra rồi các bác nhé. Đấy, tổng số tiền mà quý mạnh thường quân ủng hộ đến đợt trước cháu Trinh thông qua là được 73.963.000. Và cháu Trinh chi đi mua đồ đạc lên cho Hưng với Thuận là hết 4.590.000. Và gửi tiền cho Hưng giả nợ ở ngoài đấy là 20.000.000. Thì đã chi đi là 20.459.000. Thì cháu Trinh lấy số tiền mà tổng số tiền trừ đi số tiền đã chi thì còn dư là 49.373.000. Thì cháu Trinh cộng 49.373.000 cộng với số tiền mà cháu Trinh nhận sau là của cô Thi là 1.000.000 này, cô Xuân Mai là 1.000.000 và cô Hòa là 500.000. Thì cộng với lại 2.500.000 thì 49.000.000 cộng với lại 2.500.000 là thành 49.50 này, 51 này, tổng là thành 52.773.000 cô bác nhá. Đấy, số tiền hiện tại cháu Trinh đang có để mà phụ giúp hai anh em giả nợ là 52.773.000. Đấy, đến thời điểm hiện tại thì cũng đã đủ khoản tiền để mà giả nợ rồi cô bác ạ. Thì cháu Trinh sẽ bao giờ mà đấy thì đến ngày 18 đúng không? Vâng ạ, 18 anh ạ. 18 là có người ra lấy rồi các bác. Thì cháu Trinh sẽ thế thì nếu mà tầm ngày mai mà người ta ra lấy thì em phải gọi điện trước cho anh một ngày nhá. Vâng. Để anh sẽ đi rút tiền và về để mà trả nợ cho em. Vâng. Đấy, thì cái khoản nợ đã bây giờ đã không phải lo rồi các bác nhá. Khi mà anh lên chia sẻ về hoàn cảnh của hai anh em lên thì cũng được rất là nhiều quý cô bác, quý mạnh thường quân quan tâm đến mình và gửi số tiền rất là lớn. Có bác thì gửi 16-17 triệu, bác thì gửi hơn 20 triệu. Đấy, thì Hưng cảm ơn đến tất cả quý bác, quý mạnh thường quân một lần nữa đi. Vâng ạ, con cảm ơn các cô, các chú, các bác, các anh, các chị ạ, đã ủng hộ em và có cho em có khoản tiền mà giả nợ. Em cũng đỡ vất vả và không phải lo lắng về cái tiền lãi với cái chi phí đóng góp hàng tháng nữa. Rồi, đấy, bây giờ là Thuận nào. Thuận à... Con cảm ơn con, các bà. Rồi, con chúc các ông, các bà. Con chúc các ông, các bà. Có thật nhiều sức khỏe. Có thật nhiều sức khỏe. Hạnh phúc. Hạnh phúc. Bên gia đình. Bên gia đình. Rồi. Cháu Trinh cũng thay mặt hai anh em là cảm ơn đến tất cả quý cô bác, quý mạnh thường quân đã ủng hộ đến cho hai anh em các bác ạ. Thì ngoài cái niềm vui này thì hôm nay cháu Trinh lên ấy cũng có một cái niềm vui nữa đến với hai anh em là những cái khoản phần quà của quý cô bác, quý mạnh thường quân. Đấy, thì đợt trước thì cháu Trinh có đi phát quà ở bàn của ba ông cháu đấy, là một phần quà của chị Huỳnh Ánh ở Bắc Ly Mỹ cộng với lại là cô An Nguyễn này với bà Thanh, thì còn dư ra một suất. Thì các cô là muốn là cháu Trinh lên phát cho hai anh em Hưng với lại Thuận đấy. Thì cháu Trinh cũng đã mang lên rồi các bác ạ. Đây là một chai dầu ăn với một gói mì chính với một gói muối này. Đấy. Và có một hộp mì tôm nữa này các bác. Đấy. Ở đây thì có một bao gạo nữa. Đây 5 cân. Đấy. Ở đây là phần quà của ba cô. Là cô Huỳnh Ánh ở Bắc Ly Mỹ này, cô An Nguyễn và bà Thanh. Đấy, bây giờ Hưng là cảm ơn đến ba cô đi. Vâng ạ, con cảm ơn các cô ạ. Chúc cô thật chúc các cô thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống ạ. Rồi. Đấy, Thuận này cảm ơn đi. Con cảm ơn các. Này. Con cảm ơn con ba bà. Rồi. Đấy. Ngoài cái phần quà này ra thì cháu Trinh cũng có hai bao đồ nữa bác ạ. Được quý cô bác, quý mạnh thường quân là gửi ở tận dưới xuôi lên đấy cô bác. Đấy, đây là cái phần quà của cô Ngô Thị Bình ở thị trấn
Hòa Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Đấy thì hôm nay thì cháu cũng đã nhận được phần quà của cô rồi cô nhé. Thì bây giờ cháu sẽ khui quà ra để mà trao cho hai anh em. Những cái phần quà này thì cô cũng gửi lên khá là lâu rồi, nhưng mà vì cái điều kiện cũng như là cháu Trinh không có thời gian ấy, thì hôm nay cháu Trinh mới có thời gian để mà lên phát quà cho hai anh em. Đấy là cô Ngô Thị Bình nhé. Đấy, bây giờ thì anh sẽ khui quà nhé. Thích không? Ừ, thích nhất rồi đấy nhở. Cái khoản này, cu này, cái khâu này ấy nhở. Ui dồi ôi. Ui dồi, búp bê này. Thích búp bê không? Thuận có thích búp bê không? Ui dồi ôi. Đây là mũ len này. Bây giờ thì sắp đến mùa lạnh rồi. Có cô gửi mũ len do cho cái, những cái mũ này thì để lại đến mùa đông thì mặc đấy. Những cái quần đùi như thế này này, Thuận là rất là thích mặc quần đùi luôn các bác. Đấy, những cái bộ quần áo rất là nhiều này. Quần này thì khả năng là nhỏ rồi nhỉ, hơi nhỏ rồi nhỉ. Mà vừa đấy. Quần này, ôi quần rất là nhiều này các bác. Cái quần này thì rất là đẹp. Đâu con gấu của Thuận đâu rồi? Đấy, con gấu rất là đẹp. Thích không? Thích gấu không? Đấy, đây là toàn bộ là quần áo. Còn đây là bóng này, chơi bóng. Đấy. Quần áo hết. Đấy thì cháu Trinh sẽ không khui ra nữa, sẽ để như này. Chứ nữa là lộn xộn hết đấy các bác, lại mất công gấp vào. Cháu Trinh sẽ lại khui tiếp. Nào, ở đây còn đẹp nữa này. Quay ra đây, đây, đây. Nhanh đi, nhanh đi. Có con gấu với lại mấy quả bóng là rất là thích rồi các bác. Tại vì là em Thuận thì ở nhà đấy, ở một mình và không có đồ chơi gì để mà chơi đâu. Có con búp bê như này làm bạn với em ấy rất là tuyệt vời các bác. Đây thì khả năng là cũng là quần áo. Quần áo hết này, quần áo ấm. Quần áo ấm. Ui dồi ôi, bây giờ mùa đông là không sợ lạnh nữa rồi Thuận ạ. Ui dồi ôi, áo này thích không? Này, ui dồi ôi. Mấy nữa lấy là vừa đấy nhỉ. Giờ thì hơi to đấy. Cái này thì to cũng được, tại vì là to nó sẽ giữ được ấm nhiều hơn nữa. Đấy, áo rất là đẹp này. Đấy. Thuận là đợt trước cháu Trinh lên là có kể với cháu Trinh rằng là đi học là không có áo ấm mặc đi học. Đấy, mùa đông thì cũng chỉ mặc một cái váy mông đi học thôi. Còn áo thì áo thun thôi các bác, không có áo lạnh. Đấy, bây giờ là có áo lạnh rồi, tha hồ mặc rồi nhờ. Úi dồi ôi, quần áo này đúng luôn, mặc không hết luôn đấy nhờ. Thuận có thích không? Úi dồi, cái gì đây? Úi dồi ôi, cái này có thích không hay là cho anh nhé cái này? Không á? Không á. Anh lấy, anh lấy. Đây xem nào. Xem một tí. Túi rất là đẹp này. Túi này là lấy đựng đồ đi học nhá. Đựng đồ đi đi cắt cỏ hay đi gì thì đi vào nương ấy. Kiến đồ. À. Đấy. Đánh tổ trong này. Úi trời ơi, có hình con gì này. Thuận có thích không? Thích. Thích à? Đấy bây giờ là con cảm ơn cô đi. Con cảm ơn cô ạ. Con chúc cô. Con chúc cô có nhiều phúc khỏe, gặp được nhiều may mắn. Rồi. Đây là phần quà của cô Bình, cô Bình. Đấy, rất cháu Trinh rất là cảm ơn cô đã gửi phần quà rất là to lớn đến hai anh em. Đấy, Hưng cảm ơn cô Bình đi Hưng. Vâng ạ, con cảm ơn cô ạ. Chúc cô thật nhiều sức khỏe ạ. Và gia đình ạ. Rồi, đấy. Đó. Nặng, cái này nặng nhỉ? Quần áo mà nặng như thế. Hưng lấy cho anh con dao nào. Vâng, đây. Còn đây là phần quà của bác Quỳ. Đấy, hiện tại là rất là mờ các bác ạ. Cái đơn hàng này là gửi lên lâu là bị chảy xước hay là rất là mờ. Là cháu Trinh vẫn nhìn thấy mờ mờ là hình như là bác Quỳ. Là có địa chỉ là ở Vĩnh Quang, ở Vinh Quang, Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đấy. Thì hôm nay cháu Trinh cũng đã nhận được phần quà của bác rồi. Bác Quỳ ở Tuyên Quang. Đấy, bây giờ thì sẽ lại khui ra.
Đấy, Thuận là Thuận thích cái gì nhất nào? Thích bút bê nhất hay là thích ba lô nhất? Thích. Thích cả hai à? Dạ. À, nhưng mà nếu mà cho chọn một cái thì chọn cái nào? Chọn hai cái. Nhưng mà nếu mà chỉ được chọn một cái thôi thì chọn bút bê là chọn cái cặp. Chọn bút bê thôi. À, tôi bút bê tại vì là bút bê thì như là một người bạn đối với em ấy đấy các bác. Giờ là có bạn búp bê rồi nhỉ? Bóng như là bóng. Ui à, đây cũng ui chú ơi. Nhưng mà lấy con đấy hay lấy con này? Lấy con nào đây? Lấy con nào đây? Thích không? Ui giời cười. Nào ra ngồi đây nào, ngồi đây nhanh lên nhanh lên. Lại có nữa này, nhanh. Anh lên. Ngồi đây. Thích không? Thích không? Nhưng mà bây giờ là thích con to hay thích con bé? Con. Nhưng mà nếu mà được chọn một con thì chọn con to hay con bé? Con to. Lại con to. Đẹp không? Con gì đây? Con gì? Biết con gì không? Nhìn xem giống con gì nào. Con con gì? Con gì có đuôi? Con gì nào? Đoán xem, đoán được thì mới được nhé. Không. Con gì thế, con gì nào? À, biết là con gì? Khỉ. À, đúng rồi, con khỉ đấy. Giỏi chưa? Úi giời ơi, có cả kẹo ăn nữa này, thích chưa? Thạch. Được con gấu bông cho Thạch cho anh nhé, anh lấy Thạch nhé. Vui nhất của em mà Thuận được quá. Được. Cười, cứ cười thít mắt thôi. Lấy búp bê là ôm luôn. Đấy. Quà kẹo. Bây giờ là nếu mà anh trai mà đi tối không về là một mình ôm búp bê ngủ có dám ngủ không? Không, vẫn không à? Sẽ không mở được nhỉ? Đấy là chắc là anh mở xem nào. Anh mở. À, cái gì đây? Bánh à? Không, cái chỉ với cả sâu tóc. À, ô, oh, có cả ấy nhờ. Có cả buộc tóc này. Buộc tóc. À, cho cả cái cặp ấy. Có cả cái kéo nữa này. Đi học. Ôi dồi, kéo này. Kéo. Đấy, gói bánh kẹo này. Ôi dồi, bác tâm lý quá. Đây là quần áo. Quần áo. Đặc biệt là em Thuận thích búp bê nhất. Tại vì là em ấy những cái đồ chơi như này thì thực sự đối với trẻ con thì ai cũng thích. Không nói gì đến em Thuận thì em Thuận còn chưa bao giờ mà được sờ vào những cái món đồ chơi như thế này. Thì khi mà nhận được em ấy rất là vui. Đặc biệt là còn có được hai cái nữa nhỉ. Ba cái luôn. Đấy đây là ui rồi lược này. Thích lược không? Có. Ui giời ơi. Lược với bút phấn. Đấy, tẩy. Để đi học, cái này đồ đi học mình. Còn đây là quần áo này. Ôi dồi ôi, đây chun cái nịt buộc tóc này. Nịt buộc tóc nhiều chưa? Giữ nha, cái đấy là cần giữ nha. Còn cả cái gương này tí vớ nhỉ. Ôi giời, có gương nữa. Dép. Ôi dồi ôi, có cả đôi dép nữa. Ôi trời ơi. Dép cũng dép mà dép con, có con dép gì, con gì này. Dép chưa? Quần áo của bác ạ, úi dồi ôi. Toàn là quần áo đẹp rồi. Bây giờ là có áo mới mặc rồi nhá, quần mới mặc rồi nhá. Úi dồi ôi. Cái này mặc may ra là vừa thân vào đấy. Đấy, cũng khá là to đấy, những cái này là to. Hưng thử đo thế nào. Thuận đâu? Vừa đấy, cái này vừa luôn. Cái này mặc để giữ ấm này, cả cặp nữa này. Úi dồi ôi, găng tay này. Cặp. Găng tay này, úi dồi đẹp chưa? Ừ. Kia không cần bóng bên kia. Quần áo ấm, cặp, sách. Úi dồi ôi. Đúng rồi, găng tay nữa. Đấy, đấy đây có cặp. Một cái cặp. Úi dồi ôi, cặp siêu nhân này Thuận ơi. Cặp đẹp chưa? Đây ra đây, ra đây, ra đây. Cặp lên nào. Nhẹ. Ra đây, ra đây, ra đây. À, Thuận ra đây nào, nhanh lên, nhanh lên. Cặp này, úi cặp ôi, cặp này cặp cặp cài. Cặp cài. Ừ, cặp siêu nhân. Đấy, ra đây ngồi đây để anh dạy nào. Ngồi đây. Dạy cái cặp. Em kéo lên. Được hai cái con búp bê xong là không ngồi yên được rồi các bác. Không tập trung vào cái vấn đề khác được rồi. Cứ cuốn quýt với búp bê thôi. À, cái này là có cả khóa đúng không? Khóa, có cả. Bây giờ phải cài cái này là nó chắc. Ôi giời. Kiểu mình kéo lên xong cài vào. Ô, cái này chắc đấy, cái này. Nào, ngồi đây, ngồi đây đã. Ngồi đây, nhanh lên.
Nhanh lên. Ngồi đây đã nào, ngồi đây. À. Ôi cái cặp này như kiểu là ui đựng được nhiều hay nhỏ? Đựng được nhiều. Đựng nhiều ấy. Cặp rất là đẹp cặp luôn. Sạch luôn. Ừ. Đây, thoải mái luôn. Ừ. Nhà mình kéo khóa lên xong nó lại đây lại còn cái khóa ở đâu đây đây. Ui giời ơi, cặp này nhìn chắc nhỉ. Ừ. Nhìn rất là dày. Đấy, đồ là lấy để đây nhá. Búp bê lấy để đây nhá. Không à, chỉ ôm thôi à? Không lấy để trong cặp à? Úi giời ơi. Rất là vui luôn các bác ạ. Để đây xong đi học thì ăn đi nhé. Ờ, đây có một cái lá thư của bác có gửi đến cho cháu Trình này, thì cháu Trình sẽ đọc của bác nhé. Nào Thuận ra ngồi đây nào Thuận ơi. Đây nhanh rồi. Lên nhanh lên. Ra ngồi đây nào. Ngồi đây để anh đọc. Để anh ấy đó. Trao quà đó. Ui dồi ôi, hai con búp bê bây giờ trời nắng như thế này cứ ôm luôn. Trong này bác có 700 cho cháu Trình, 200 đổ xăng, còn lại 500 cho anh em nhà Hưng Thuận. Bác nhờ cháu đợt này cắt bớt tóc cho Thuận với, bảo em buộc tóc gọn gàng. Đấy thì tóc của Thuận là khả năng là cháu Trình cũng muốn cắt, nhưng mà cháu Trình muốn là đi quán cắt đấy các bác, để cho đẹp. Đấy. Thuận thích đi quán cắt hay là cho anh cắt cho? Đi quán cắt thôi. Ừ, đi quán cắt thôi nhỉ? Cắt ngắn nhá. Dạ. Ngắn đến đây nhá. Dạ. Đây là một cái phong bì thì bác có gửi cho cháu Trình, cũng như là hai anh em là một cái khoản tiền. Đấy là 700.000 thì cho cháu Trình, 200.000 đổ xăng và 500.000 là cho hai anh em Hưng với lại Thuận của bác ạ. Thì rất là mong bác sẽ thông cảm, tại vì là cái hộp quà này đấy thì chữ là rất là mờ, thì cháu Trình chỉ đọc thành là bác quỳ thôi, thì không biết có phải là bác quỳ hay không, hay là chữ là bị mờ, bị xóa bớt đi rồi ấy. Thì khi mà bác xem được cái thước phim này thì rất là mong bác sẽ Thuận ơi biết là phần quà của mình. Đấy thì bây giờ cháu Trinh sẽ khui quà ra các bác nhé. Đây là cái buộc tóc. À, trong phòng bì là bác có để bên trong là 700.000, cho cháu Trinh 200.000 và cho hai anh em Hưng với Thuận là 500.000. Ra đây nào Thuận, ra đây nào, ra đây. Đây. Được con búp bê là cứ ôm đi chơi xong nói chuyện với búp bê thôi. Đây, nhờ những cái phần quà của quý cô bác anh chị gửi lên mà tạo cho Thuận có một cái niềm vui lớn như thế này cô bác ạ. Phải ngoan nhá, ngoan thì các ông các bà mới thương nhá. Đấy, phải ngoan các ông các bà mới thương, mới gửi quà cho mình nhá Thuận nhá, nhớ chưa? Đấy, đeo cặp cho. Đấy. Còn đây là phần quà bác gửi cho anh em. Đấy, đây là của bác Quỳ đấy, thì đây này, chữ là rất là mờ. Vâng. Chỉ đọc thành bác Quỳ thôi. Vâng. Thì Hưng cảm ơn đến bác đi. Vâng, con cảm ơn bác ạ. Chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Rồi. Cháu Trinh cũng Thuận chạy đâu nhỉ? Cháu Trinh cũng xin được cảm ơn phần quà hết sức là to lớn của bác đã gửi đến cho hai anh em Hưng với lại Thuận, cũng như là cho cháu Trinh. Đấy, thì cháu Trinh cũng nhận được một khoản là 200.000 để mà làm kinh phí đi lại. Thì rất là cảm ơn bác, chúc bác và gia đình có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng cháu Trinh để mà giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh hơn nữa bác nhé. Cảm ơn bác rất là nhiều. Úi giời ơi, thích không? Thích. Anh mang về một con nhé. Không cho á? Không. Có hai con. Úi, đợt trước là được một con đúng không? Hay là không được? Trước được một con. Được. À, đấy, đi đâu rồi, đi đâu rồi? Trong trong kia. Nhưng mà con to này khả năng là thích nhất nhỉ? Ôm, bây giờ là ôm cả ba con ngủ luôn nhỉ? Úi, thế là mình có ba người bạn rồi nhỉ? Đấy, bây giờ là con cảm ơn đi. Cảm ơn đến bác Quỳ đi. Con cảm ơn bác Quỳ. Con chúc. Con chúc
con hơn nhiều may mắn, gặp được nhiều sức khỏe. Rồi, con chúc khả năng là gọi bằng ông. Con chúc ông có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn. Chứ không phải là có thật nhiều có thật nhiều may mắn, gặp thật nhiều sức khỏe. Nói thế thì cũng được. Đây là kẹo này. Đấy. Này phấn. Cái này là phấn. Cái này để em đi học. Cái này để em soạn ra để cho em đi học xong rồi mai bút. Bút. Đây. Ui đồ, bút nhiều, bút nhiều chưa? Thích chưa? Bút này. Thích. Đấy, bây giờ là nhận được những cái phần quà thế này phải học giỏi nhá. Học giỏi nhất. Cố gắng phấn đấu để mà cuối năm được giấy khen nhá. Được chưa? Phấn này. Bút tẩy này cất. Cái này thì khả năng là đối với chúng cháu thì ai cũng có niềm vui rồi, cháu cũng được quà và Hưng cũng được quà, Thuận được quà. Tuy nhiên thì người vui nhất khả năng là ở Thuận đấy các bác. Đấy, rất là ngây thơ hồn nhiên và khi mà em ấy ở nhà một mình đấy các bác thì rất là buồn. Còn những cái con búp bê thì em ấy nói chuyện với búp bê như là những người bạn này đấy. À, thì trước là anh có nghe được một câu chuyện là Thuận đi học là bị bắt nạt đúng không? Vâng. Bạn bắt nạt đây, xong em hôm trước em xuống bảo thầy cô xong rồi cũng thầy quán triệt lại cái ngày trước bị xô ngá cánh tay lên, ngá xong xương hết cả tay lên. Xong em mới xuống gặp thầy nói chuyện với thầy. Bảo là phải quản lý chặt chẽ cái vấn đề đấy, không thì đi học lại lúc xô sát lại gáy chân gáy tay ra thì em cũng không có những cái điều kiện để mà chăm sóc cho em ấy. Rất là tội. Tại vì là bây giờ thì ở Hưng cũng mọi việc để đến tay của Hưng hết. Đây là cái dây để Hưng phải lo lắng cho em Thuận. Đây sao? Cái ba lô này rất là đẹp luôn. Chắc Thuận có thích không? Siêu nhân này. Ui giời ơi, đẹp nhờ. Cái này thì mới chắc, cái này mới không hỏng được, để được lâu lắm. Cái này là sách vở là mình để được nhiều lắm. Có rất cái này nhiều mai này lên học ở trên xá vẫn đeo đi được. Nó bền. Con trai cũng được mà, có gì đâu. Cái này là siêu nhân mà, không phải con trai đâu. Cái này là không phải cặp con trai, cặp con gái, con gái cũng đeo được, đẹp thế này cơ mà. Đây thì cất vở thì mai này lên học ở trên xá để đeo. Thế cứ để cho em ấy lớn á, bây giờ em ấy cũng có chứ anh mua lên cho một cái đi. Cái cặp trước. Thì hôm nay nhận được rất là nhiều phần quà của quý cô bác của mình từ Quân, thì cháu Trinh cũng đã lên trao cho hai em rồi cô bác ạ. Lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả quý cô bác của mình thường Quân đã luôn đồng hành cùng cháu Trinh để mà trao phần quà đến cho hai anh em Hưng với lại Thuận. Đấy, từ những cái khoản mà quý cô bác gửi tiền cho giả nợ đến những cái khoản những cái đồ ăn rồi là quần áo mặc, những cái đồ chơi, quý cô bác quý mạnh thường Quân đã gửi lên cho em Thuận. Đối với em Thuận thì cũng phải nói là không được tiếp xúc với lại là nhiều đồ chơi đâu bác. Ở đây thì hầu như là không có chỗ nào để mà đi em ấy đi chơi cả. Đấy, với lại là đi xuống huyện thì rất là xa, những cái món đồ này phải nói là bây giờ em ấy nhận được là như kiểu là đang mơ rồi đấy các bác. Đấy, đứng ngồi không yên luôn. Đấy, rất là vui. Đấy, cứ cười cả ngày thôi. Và những cái nụ cười như thế này, niềm hạnh phúc như thế này là chính là nhờ vào tất cả quý cô bác quý mạnh thường quân đã tạo cho em ấy có niềm vui. Đấy, cảm ơn cô bác rất là nhiều. Xin chào các bác. Hiện tại thì cháu Trình đang có mặt ở nhà. Đấy, đây là cái chỗ mà cháu Trình cùng với lại chị Quyền Hiển là trọ ở đây các bác ạ. Sau một ngày làm việc mệt mỏi thì tối về cháu Trình lại tiếp tục đóng hàng để mà gửi xuống, có thể là gửi những bài thuốc xuống cho tất cả quý bác anh chị. Đấy, cái gian hàng của cháu Trình hiện tại đang bán là có cây lá mắt gan này. Đấy, mật ong. Đấy các bác ạ, những cái clip mật ong rất là đẹp này các bác. Mật ong thì cháu Trình có bán cả mật ong khoái với lại mật ong hoa bạc hà luôn đấy các bác. Đấy, ngoài ra thì cháu Trình cũng lấy ngâm như này này các bác. Ngâm thành một cái hũ rất là to thế này. Nhưng mà cái này thì cháu Trình ngâm để ở nhà uống thôi. Chứ gửi xuống các bác thì quá trình vận chuyển ấy sẽ bị vỡ đấy các bác. Tại vì là bình to quá. Cho nên là những cái bình như này là cháu Trình chỉ để ngâm ở nhà thôi. Hoặc là quý các bác anh chị mà mua thì cháu Trình có thể là
sẽ rót cái mật này ra đấy để mà để vào chai như này này đấy, để gửi xuống cho các bác thì mới không bị vỡ được. Trên tay của cháu Trình đang cầm đây là một gói chuối hột rừng đấy, và chè san tuyết cổ thụ này, mướp đắng rừng các bác, mướp đắng rừng. Từ nó gói túi mướp đắng rừng thế này thì khá là nhẹ thôi các bác ạ, khô thì rất là nhẹ. Lá mắt gan đấy, có khá là nhiều miếng rong đấy các bác, miếng rong thì ăn rất là ngon. Cái miếng này các bác mang về là xào với nấm các bác ạ, ăn rất là ngon luôn. Nó không mềm đấy các bác, ăn dai thì sẽ ngon hơn. Đấy, ngoài ra thì cháu Trinh cũng có mật ong thái mà ngâm với hoa đu đủ đấy các bác. Hoa đu đủ được, quý các bác chỉ có thể là mua mật ong, nguyên mật ong về. Nếu mà đã có đu đủ ấy thì sẽ mua mật ong về và ngâm với hoa đu đủ. Hoặc là quý các bác có hoa đu đủ rồi thì có thể là mua mật ong về thôi, ngâm với hoa đu đủ là được các bác ạ. Chỉ cần là phơi khô, sau đó thì để mật, rót mật vào đấy, và để hoa đu đủ vào là được các bác nhé. Hoa đu đủ thế này thì ngâm tầm cái khô ấy các bác, khô thì quý bác anh chị chỉ cần ngâm tầm 20 ngày là được rồi, là có thể dùng được rồi các bác ạ, hoặc là có thể sớm hơn cũng được. Đấy, những cái mật ong như thế này thì quý bác mang về không cần phải bảo quản để vào tủ lạnh hay là tủ mát gì đâu các bác nhé. Nhiều bác này để vào tủ ngăn đá đấy, bảo là sao mật ong bác mang về, bác mua về mà để ngăn đá lại đóng đá thế. Mật ong thì để vào đá là cũng đóng đá các bác nhé, không phải là không đóng đá đâu. Cứ bác thử như vậy là sai rồi. Mật ong để lâu nó kết tinh cơ các bác, kết tinh như kiểu là nó dẻo lại hết đấy, như kiểu đóng đường vậy đấy. Thì đấy cũng là mật ong kết tinh ấy, để tầm 4-5 năm thì mới có thể kết tinh được như vậy thôi các bác, chứ để tầm 1-2 năm là không thể mà kết tinh được. Và khi mà mình để ngoài trời như thế này thì nhiệt độ trung bình là tầm 25-26 độ. Đấy thì sẽ không bao giờ mật ong kết tinh được và sẽ không ảnh hưởng gì đến chất lượng đâu các bác nhé. Cứ để ngoài như thế này, không cần phải bảo quản ở tủ đâu các bác. Đấy, còn đây là lá mắt gan này. Những cái sản phẩm này thì các bác chỉ có thể là liên hệ trực tiếp cho cháu Trình để mà cháu Trình tư vấn và bán cho các bác nhé. Cái hoa đu đủ thì mấy hôm nay cũng khá là hiếm đấy các bác. Một túi như này thì 5 lạng thôi, nhưng mà rất là nhiều đấy các bác. Nếu mà ngâm với lại mật ong thì một túi như này là được tầm 3 hũ như này rồi các bác ạ. Rất là mong các bác anh chị sẽ ủng hộ để vào chương trình, có thể là một phần kinh phí đi lại, hoặc là rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Trinh để mà cháu Trinh có thêm kinh phí đi lại và có thể giúp được các em nhỏ khi mà đi gặp có hoàn cảnh các bác nhé. Đấy, khi mà có các bác đặt hàng ấy thì cháu Trinh sẽ đóng gói vào cái hộp như này này các bác, thì sẽ không bị ảnh hưởng đến mật đâu các bác ạ. Ngoài ra thì cháu Trinh sẽ lấy quấn vào cái xốp nổ. Đấy, xốp nổ như này này các bác. Cháu Trinh sẽ lấy mật ong. Đấy, mật ong như này và quấn như này này các bác. Quấn nhiều. Quấn đến khi nào mà đủ sức va đập là thôi. Đấy. Quấn một lớp như thế này, sau đó sẽ cắt ra. Đấy, sau đó sẽ dán băng dính vào các bác ạ. Dán băng dính vào. Đấy. Và cái miệng này thì cháu Trinh cũng có sẽ lấy một ít ra để mà bịt miệng vào các bác ạ. Trong quá trình vận chuyển ấy thì nhiều lúc là sẽ bị bung nắp ra, tại vì là trong mật ong thì có rất là nhiều ga, hơi và khí đấy các bác, thì vận chuyển đi xa và có thể là trong cái lúc vận chuyển ấy nó sẽ bị xô đẩy như thế này này, thì nó sẽ bị bung nắp ra, nhiều trường hợp là bị bung ra, thì nếu như dính như thế này thì nó sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều đấy các bác.
và sẽ đảm bảo để mà đến tay các bác vẫn còn nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng các bác nhé. Và nếu như mà có bị ảnh hưởng thì các bác anh chị có thể gửi lại cho Tố Trinh để mà Trinh gửi chai khác cho các bác anh chị. Tố Trinh đóng như thế này, sau đó sẽ để vào cái thùng như cái hộp như thế này các bác ạ. Xốp này hơi to, cái hộp nhỏ cơ. Đấy, cái loại hộp này này các bác. Đấy, vừa đủ hộp 1 lít luôn các bác ạ. Đóng như thế này thì rất là tiện lợi và đảm bảo luôn. Đấy. Đây các bác. Đấy. Trình sẽ bọc như thế này. Sau đó là lấy băng dính dán vào. Đấy. Dán. Đấy, như này là rất là chắc chắn rồi các bác ạ. Không còn ảnh hưởng gì rồi. Đấy. Sau đó thì chú Trình sẽ dán một cái lớp băng dính ghi là hàng dễ vỡ nữa. Khi mà vận chuyển thì người ta sẽ để ý và không lấy ném các bác ạ. Đấy, rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Trinh. Và ra thì cháu Trinh vẫn còn có hai túi giỏ của Lam này các bác. Đấy, cây giỏ của Lam thì quý bác anh chị cũng ủng hộ rất là nhiều. Nhiều bác mua về và pha cũng để lại những cái lời khen. Đấy, cây giỏ của Lam thì uống, thực sự cháu Trinh cũng rất là thích uống. Và cái cây tươi của nó cháu Trinh hay dùng để mà xào với lại trứng ăn cũng rất là ngon đấy các bác. Cây công dụng của giỏ của Lam thì cháu Trinh sẽ để kê ra một số công dụng rất là hữu ích này. Thứ nhất là hạ đường huyết, thứ hai là có tác dụng hỗ trợ và điều trị ung thư đấy, hạ mỡ máu và bảo vệ gan này, ổn định đường huyết và điều hòa miễn dịch này, và hạ huyết áp của bác ạ. Huyết áp cao thì uống cây giỏ của Lam vào giúp hạ huyết áp. Hầu như là các bác lớn tuổi là phải có mỗi người một túi như thế này để mà dùng đấy các bác. Tại vì cao tuổi là hay bị huyết áp cao và mỡ máu đấy các bác, thì dùng cái này để uống là rất là tốt. Đấy, một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý bác anh chị rất nhiều. Rất là mong quý bác anh chị sẽ ủng hộ gian hàng của cháu Trinh. Chào các bác.